Tự nhiên xã con hỏi áo sơ mi trắng thì sao, con hỏi gì con? Xin chào cả nhà nha. Từng hai vợ chồng đi siêu thị Aeon chơi. Để ông xã Ngân mua vài cái áo đi làm. Bé Su nó đang uống nước. Uống nước cũng quay. Trường thông báo, chúng tôi biết hết tình hình dịch bệnh COVID-19 và đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Để đảm bảo an toàn, vô đây người ta kiểm tra rất là nghiêm ngặt luôn. Thường xuyên rửa và sát khuẩn, sát khuẩn rửa tay nè. Song song đó, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt nè. Tại các cổng ra vào nhân viên môi trường kiểm tra thẻ xanh nè. Chúc mừng nhận được sự hợp tác của Y Thích. Xin chân thành cảm ơn. Tầng 2, shop đồ nam đồ nữ gì cũng có hết trơn, mọi người bán quá trời đồ luôn á. Đeo khẩu trang trong khi ăn uống luôn hả? Có không? Nãy mẹ mới nghe nói đó. Và ly 800-900 ngàn một cái. Anh mua một cái vali đi du lịch anh. Quá trời vali luôn. Hả? Anh này ghé vô mua này nè. Đó. Quá trời đồ luôn mọi người ơi. Thấy à? Đồ nam đồ nữ gì cũng có hết trơn á. Nguyên một cái khu vực bán đồ. Khó nói. Đông quá trời mọi người ơi. Ở dưới ở đây chưa có đông không, mà dưới đất á, em hồi nãy đi lên Ngân quên quay mọi người. Ngân thấy cái áo gió này được nè mọi người. Không biết là mọi người thấy sao ha. 279.000. Áo này đẹp rồi anh. Anh yêu. Anh yêu ơi. Mua cho em cái áo này đi. Cầm anh. Để vậy luôn hả? Không có, anh quay lại đi, em mở camera rồi. Để em thử áo này coi. Đẹp không? Đẹp thôi. Mẹ nè. Cái áo này nó đẹp. Nó như cái màn vậy. Rộng quá. Nó sẽ nhỏ hơn ta. Ba. Có sẽ nhỏ hơn á. Cái này cũng được ha, có 279.000 mọi người. Nhưng mà em Ngân bảo không vừa à. Rộng quá. Size gì vậy? Đó. Cái này. Ngân đưa mọi người đi tham khảo vali để coi coi có ai cần có nhu cầu mua thì mình mua nha. Cái vali này là giá là 5.390.000, gần 5.500.000. Còn cái màu đỏ này, để Ngân coi giá nha. Để coi giá nhiều. 4.000.000 mấy á. Cái này cũng 4.790.000 với 4.800.000. Chưa, còn cái nằm trên bự hơn kìa. Cái này thì giá yêu thương cũng rất là rẻ luôn. Giá chỉ có 9.980.000 à mọi người. Còn có 20.000 nữa là 10.000.000 nha. Cũng có nhiều giá lắm, tầm chừng 2.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, tới 10.000.000, cỡ nào cũng có mọi người. Quần áo cũng vậy luôn nữa, quần áo á, có nhiều cái áo Ngân thấy tới 15.000.000 một cái luôn á. Đó. Đó, những người đại gia rồi ha, sắm bận áo 15.000.000. Hai cha con mới xu đi đi nhà sách, còn Ngân đi lòng vòng, Ngân đi tham khảo giá cả nè. Ngân coi các mặt hàng, giày dép của nam đủ kiểu luôn mọi người, rồi phụ kiện trang sức của nữ nè, đủ mọi giá cả luôn. Ngân đi lòng vòng để Ngân coi có gì Ngân quay cho mọi người tham khảo, có cần sắm đồ tết hay gì đó. Rồi giày dép nữ nè, giày
giá 299.000 đồng giá một đôi, 299.000. Nó chị hơi ngược ngược ha. Ba lô nè, quá trời luôn. Cái này thì giá 249 như 250, mà thường ở trong siêu thị á, người ta bán cái giá không phải như bên ngoài, 150 là 150, 200 là 200 mọi người. Hỏi cha, 199.999 đồng. Đó, vậy đó. Rồi giờ đi phá phách. Đi lấy lại gian hàng nón, lấy nón coi có nào hợp không. Họ quá trời nón mọi người, có 150 cái à. Đó, cái này được mọi người. Áo vàng nè, nón vàng nữa. Trời, đằng ri luôn. Đi tùm lum hết á mọi người. Giờ tới gian hàng đồ ăn. Cá trình biển, gói cơm. Quá trời đồ ăn luôn mọi người. Gần như ông xã nói chung là bao nhiêu cái siêu thị ở Sài Gòn là gần như ông xã gần đi muốn hết luôn. Đi mọi ngóc ngách, mọi con đường, mọi nẻo đường, chỗ nào mà có siêu thị là gần như ông xã gần đi hết trơn luôn. Rất là ghiền đi siêu thị. Có nhiều khi hai vợ chồng không có ý định mua gì cũng đi chơi, nó đi vô chốt coi đồ rồi. Một set sushi vậy là 50.000 nè. Vô trong hộp sẵn vậy mọi người, mình muốn ăn cái mình lấy cái hộp ra mình tính tiền, trời ơi, nó sướng. Đủ thứ hết trơn mọi người, có cá sống rồi cơm cuộn nè. Một người ăn là no luôn, dư bao no luôn á. Set đồ ăn này hơi sang chảnh hơn xíu, giá 116.700 đồng. Có cái trứng cá nữa. Rồi cá hồi, mọi người thì cũng biết là cá hồi nó cũng mắc nữa. Một set đồ ăn thấy cũng nhiều nè, có trứng cá, cá hồi, cá trình tùm lum hết trơn, có 100 mấy, quá rẻ. Giá yêu thương luôn. Cá hồi ngon lắm nha. Wow. Đói bụng nha mọi người. Gà lên mâm nè, trời, một mâm vậy có 100 mấy ngàn, ăn một đại gia đình chưa hết nữa. Rồi có bánh bao chiên, rồi bò la lốt, chả lụa, thịt gà nướng, chả giò, gỏi ngó sen, rồi có thịt bò xào, củ hành, quá trời quá đất rồi. Rồi thịt gà chiên, trời, hết kể nổi mọi người, mỗi miệng luôn. Quá trời đồ ăn rồi mọi người. Ai mà kén ăn cũng vô đây cũng phải có món để cho mình thích mình ăn rồi mọi người. Đùi gà nướng nè, trời ơi. Rồi gà hấp hành luôn. Chị Ngân đi quảng cáo đồ ăn cho siêu thị. Trời ơi, cánh gà nè, nguyên set đồ ăn. Cánh gà chiên, cánh gà rán. Rồi cơm gà, toàn gà không mọi người. Rồi khổ qua kho, thịt vịt,
thịt heo gì đó, nói chung đang thấy không rõ. Rồi có mì xào nữa, rồi bắp nữa nè, rồi quá trời khoai lang nữa, rồi có trứng nữa, ăn chay ăn mặn cũng có mọi người, rồi có chè với lại gà nấu cà ri ta vô hộp sẵn vậy đó, gỏi cuốn nữa, trời ơi trời, miếng chả vậy tuôn luôn rồi. Ngần nó đùa cho vui nha mọi người. Gỏi cuốn chấm mắm nêm, có tôm thịt nữa nè, rau rồi quá trời quá đất luôn. Con xét chỉ có 20.000 đồng, 19.500. Có gà gán, đùi gà gán nè mọi người, có nước sốt trang lên trên đây nữa này, nhìn hấp dẫn ghê á. Đùi gà nướng nữa, trời ơi chết. Nuôi xào bò với lại trứng ốp la 29.300 đồng á. Rồi có mì ý nữa, nhiều lắm mọi người, đủ món hết trơn luôn, nhiều lắm. Rồi có bún chả giò nữa, bánh ướt lòng gà, bún đậu mắm tôm. Thật ra thì mình đi vô đây á, thì mình không có sợ thiếu thứ gì hết trơn mọi người, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Mình thấy cái gì mình cũng muốn mua hết trơn á. Pizza nè, giờ giống như là có tiền là có tất cả mọi người. Bánh chưng nữa, không cần phải để tới Tết, có quanh năm suốt tháng luôn. Bánh gai rồi bánh cốm, bún bò, bún thái, mì quảng. Nhưng mà cũng đông lắm mọi người, cho nên Ngân với ông xã hôm nay không có ăn. Chút xíu Ngân sẽ mua một cái gì đó hai chồng đem về nhà ăn mọi người. Mì udon Nhật Bản, tại vì ở đây là siêu thị Nhật á, cho nên người ta bán mấy cái món ăn Nhật cũng nhiều lắm. Cơm gà hấp ngũ vị, một hộp chỉ có 30.000, rẻ quá chứ. Cơm đùi gà nướng, cơm đùi gà gán, cơm chiên Dương Châu, hộp cơm chiên Dương Châu này có 18-19.000 à, rẻ quá. Cả nhà xem và đổi món cho bữa cơm gia đình mình nha. Lâm Farm đặc sản Đà Lạt, gần như ông xã như đây kiếm mua trà gì uống, trà bắc á mọi người. Mà ở trong đây không có bán trà bắc, bán chuyên bán trà cỏ ngọt rồi đó. Mình uống cái vị nó hơi ngọt ngọt ngót ngót. Rồi có nhiều thứ lắm, ở trong đây chuyên bán về các loại mứt sấy nè, khoai lang sấy, mít sấy, phải môn cũng có nữa. Giá thì tầm chừng 30-40 ngàn, 7-80 ngàn giá nào cũng có hết mọi người. 37 ngàn một hũ khoai lang tím sấy nè, khoai môn giá 50 ngàn, chuối sấy 33 ngàn, quá trời giá luôn, 63 ngàn chuối sấy đi theo bịch mọi người. Rồi có là kẹo dẻo á, 20 ngàn, 19 ngàn. Cao ống Atiso 142 ngàn hộp, có nhiều giá lắm, 65 ngàn hộp nữa nè. Cái này để mình uống trực tiếp hoặc là mình pha chung với nước mình uống. Bông Atiso, cái này mình cũng pha nước mình uống nè. Có nấm linh chi nữa nè, liều lượng thì 10g cho 2 lít nước. Mình làm mình nấu nước mình uống vậy đó, nấu trong vòng 15 phút nấu nước mình uống, rồi mình dùng ngâm rượu cũng được nữa. Nhưng mà đặc biệt là mình không có rửa lại, để nguyên vậy mình nấu luôn. Táo sấy khô 96.000 hũ. Xoài sấy dẻo 118.000 hũ luôn. Khô gà cây lá chanh 63.000 hũ, có dạng gói nữa. Hà thủ ô cũng nấu nước uống giống như là nấm linh chi. Ngân với ông xã vô đây mua trà rồi mua thêm vài hũ mứt vậy đó. Sẵn Ngân cũng quay cho mọi người xem cho vui. Gần Tết rồi mình đi dạo rảo rảo coi bán đồ Tết rồi này kia cho nó vui cả nhà. Ghé qua gian hàng giày trẻ em tham khảo một chút nè. Giày Bitit, giày sandal của bé gái mọi người. Giá tầm chừng khoảng 255.000 cho tới 270.000. Giày này mang bền lắm nha, mang đến khi nào mà cũ thì thôi, nhưng mà vẫn không hề bị xúc keo, chắc lỗi luôn mọi người. Ngân thích quay phim lòng vòng nhiều mặt hàng cho khán giả xem vậy á, chứ không có mua. Trời ơi, đi vô đây mà chịu mua hả, cầm hàng chừng vài trăm triệu mà mua cũng không đủ nữa mọi người. Đủ thứ trên đời hết trơn, cái gì cũng có hết trơn. Giày này có 200 mấy nè, còn đôi này giá khác à, giá tầm 500 mấy nè, 525.000. Đẹp quá trời, giá nó cũng khác ha, nhìn khác liền luôn á. Mình
và mua rau cải với lại sữa tươi, trái cây rồi gì để dành ăn. Bánh mì nè. Mua nha. Ừ. Lấy cái khay nè. Bánh mì trà bông kem trứng. Bánh bông lan. Anh. Hả? Bánh này nè. Cái gì? Bánh mì kem trứng. Ăn không? Ăn thử. Bánh mì xúc xích hay gì anh? Đi vô trong đây á, đem tiền cho khá khá một xíu. Đặng mua đồ ăn. Cái nguyên gia đình ra đây ngồi nè. Đông vui ghê mọi người ơi. Ra đây ngồi uống cà phê, trà sữa, trà đào rồi nữa. Cô ngoài này ngồi phía bên hông siêu thị, ngồi thư giãn nói chuyện. Mỗi góc bàn là để cách xa 2 mét. Cũng phải cẩn thận dịch bệnh nha. Bây giờ gia đình nhỏ của Ngân sẽ đi về để mà kịp giờ gặp phụ huynh cho bé Su. Từ quận 6 về tới quận 1 cũng nửa tiếng không ta? Ngân cũng quên để ý giờ. Cô vô tuổi trẻ cô.